bấm đi, bấm đi. quay căng căng không, quay xấu quá. Thì phía sau lưng của mình là hai cái lò gạch, cái này là lò đun của gạch hay là gốm luôn đúng anh, cũng là chung một cái đúng, đúng không? À, đúng anh. Người ta làm sản phẩm xong khi người ta qua rất nhiều công đoạn và phơi khô xong là sau cùng là người ta sẽ đút vào người ta nung. Còn cái phần tráng men nữa tùy theo loại, mình cũng không có dành bên đó nên là chỉ biết cái nào chút chút thì mình nói thôi. Và thấy là khá là đẹp, giống như là hai cái kim tự tháp luôn. Đúng rồi. Nên mình muốn vào để quay cận cảnh phía bên trong có gì không? Tại vì có xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Phú đang đứng ở trên một cái bãi cát rất là rộng dính sình này. Và bên đây là cái con sông Tiền. Cái khu vực bên đây là có rất nhiều lò và có hai cái lò gạch bỏ quang. Thì cái kênh của mình là khám phá nhà cổ mộ cổ, những cái ngôi nhà bỏ hoang và những câu chuyện tâm linh. Thì cũng chưa có thấy anh em nào quay những cái lò gạch bỏ hoang á, cho nên hôm nay hai anh em vô tình đi ngang mới thấy và ghé vô chia sẻ tới quý cô chú anh chị. Dạ, ở đây khác người ta đang phun nó nước mèo bãi cát này rất là rộng luôn. Hai cái lò gạch này bỏ hoang thì cũng không biết cái lý do gì ngưng hoạt động. Để xíu nữa mình sẽ đi vô vào trong, mình quay mình chia sẻ cho tới quý cô chú anh chị. Và cái những cái lò gạch này nó nằm ở trên huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Cũng có rất là nhiều thông tin ở trên mạng báo chí đăng tải lên những cái dãy lò gạch đó, rất là đẹp luôn. Và mình sẽ quay lại cái khoảnh khắc này để gửi tới cô chú anh chị. Dạ, phía bên đó là những cái lò gạch đang hoạt động. Ông Tư Bùi, ông Tư Bùi, ông Năm Bùi. Ông Tư Bùi, ông Năm Bùi anh. Ông Tư Bùi thì có cái nhà bằng gốm mà trưng bày rất là nhiều luôn ở trong đó. Đi đường tắt đi. Nếu từ sân này mà nói là chạy xe lên sao đi được. Cái này như cô bé móc đất lên làm đặng đổ cát, không biết là cát là nãy em đi vô cát sình không à, nãy vô cát sình không à. Ở bên kia là một dãy luôn kìa anh. Có lấy cam thì anh bay dọc theo cái dòng sông Tiền này nè. Sông Tiền mé bên này là Long Hồ, Vĩnh Long. Thì quý cô chú anh chị, anh nói sao? Tên bài hát thì nó trên cái cầu Mỹ Thuận anh. Phà Rạch Miễu đó. Phà gì? Phà Mỹ Thuận. Cô bán chôm chôm á. Không biết mình đi vào bên trong được không? Ở bên đó là rất là nhiều luôn á quý cô chú anh chị. Đây. Bấm đi. Quay căng căng không? Quay xấu quá. Thì phía sau lưng của mình là hai cái lò gạch,
cái này là lò đun của gạch hay là gốm luôn đúng anh, cũng là chung một cái đúng rồi, đúng anh. À, người ta làm sản phẩm xong khi người ta qua rất nhiều công đoạn và phơi khô xong là sau cùng là người ta sẽ đút vào người ta nung. Còn cái phần chán men nữa tùy theo loại, mình cũng không có dành bên đó nên là chỉ biết cái nào chút chút thì mình nói thôi. À, và thấy là khá là đẹp, giống như là hai cái kim tự tháp luôn. Đúng rồi. Nên mình muốn vào để quay cận cảnh phía bên trong có gì không? Tại vì có những dưới đây là nguyên một dãy theo dọc cái con sông Tiền này á, là rất là nhiều. Nhiều lắm, không biết bao nhiêu một dãy, nguyên một cái đường dọc luôn. À, mình mà có Playcam á, mình làm một lèo tới bay dọc dọc con sông này thì mọi người sẽ thấy rất nhiều cái lò nung như thế này. Thì để biết phía trong hai cái ngọn tháp thôi, hai ngọn tháp thôi như thế nào thì mình cùng với anh Tú sẽ vào đây quay cận cảnh hơn để các bạn xem. Cái này chúng ta làm tất cả đều bằng gạch luôn, chắc chắc lên và có thể là có một cái ống khói nữa nè, như là mấy ống luôn, bốn ống luôn, xung quanh như có ống hết anh, có đường đi lên luôn á, có đường đi lên luôn hả? Đó 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 đó, anh thấy không, đưa ra để đường đi lên đó. Lên được chắc để người ta lên người ta kiểm tra gì đó nè. Đó có đường đi lên luôn đó, đường lên xéo xéo thôi không. Mình thấy chắc xưa giờ tất cả các YouTuber thì chắc không ai quay người đâu ha, thấy gần như là chỉ có tên phóng sự thời sự rồi người ta nói về những cái mà gọi là đi làng nghề, làng nghề, làng nghề thì sẽ quay, chứ còn đa phần là mình thấy ít ai quay lắm. Còn để bắt đầu mình sẽ tới để mà tới gần sát hơn, gần sát tốt chút cái này như thế nào. Có đường lên để ta kiểm tra chẳng là gì đó, đó xây vòng 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 đó. Cái người người ta đi quen mới được. Nè. Ủa leo vô bên đây phải có chỗ leo đó, sao tới đây nó bứt rồi. Đó leo xéo qua đó đó. Là những cái này cái đòn ngang để gác sản phẩm không ta? À không biết nữa, giờ mình đi dẫu đi mình mới biết được. Anh dừng dừng chiếc xe của em nha, không bỏ chiếc xe đi hơi xa đó. Bây giờ là hiện tại là mình cách chiếc xe của mình khoảng là tầm 200 mét không? Đây là thằng 300 đi bộ về luôn. Nó tầm cỡ 20 mét đó luôn. Ở đây rất là nhiều gốm luôn anh. Ôi thì giờ người ta chắc chưa làm sao thì người ta đốt kiểu làm sao nung kiểu làm sao. Giờ em mình vào anh Phú đứng ngoài quan sát xe nha, có gì anh la nha. Em vào trước rồi anh ra em ra lại canh xe. Rồi rồi rồi. Không nhớ chuyện cái xe. À cái lò này em để ý thấy ở đây là có cái bàn thờ nè anh ơi. Này bàn thờ có giống như bàn thờ đó. À chắc người ta cũng có cúng kiến. Có điện nữa, có dây điện đây. Thì người ta để cái đèn đó, bóng đèn đó. Cái này, cái cửa đó. Rất là cao luôn. Khi mà đốt lò chắc người ta đẩy sẽ đẩy cái cửa này lại để nó mới hầm hơi nóng được chứ. Mà Dũng sẽ bước vào bên trong để chia sẻ trước. Và ở bên kia một cái lò đang hoạt động, một cái lò bên kia đang hoạt động và cũng có những cũng có cái những cái bộ ăn. Rồi rồi anh vô đi, em chạy ra em cánh. Ở đây là cái phía ngoài cái lò gạch bỏ hoang đã không hoạt động, giờ cỏ rác là đã mọc tùm rảnh. Cái lý do cái lò gạch bỏ hoang là mình nhìn biết vô á, nếu mà cái lò gạch hoạt động thì cái hơi nóng nó sẽ tỏ ra, những cái cây cỏ này nè nó không có thể nào mà bám lên đó nó sống được. Còn bên kia thì nãy là cái lò đang hoạt động và cũng có những cái dãy lò hình là 2, 4, 5 cái lò đã bỏ qua rồi đó. À, bây giờ mình sẽ đứng ngoài đây xem xe.
để cho anh Dũng vô trong, rồi chút xíu nữa anh ra thì mình sẽ đi vào trong chia sẻ tới quý cô chú anh chị ở trong cái phần lò đó là có cái gì. Nói chung đó là cái kênh mình khám phá thì hôm nay gặp ba cái này thấy cũng lạ mắt và cũng từng coi trên báo chí rất là nhiều. Hôm nay cũng hiếu kỳ tò mò đi vào trong này để quay chia sẻ tới quý cô chú anh chị. Và ở đây là hai cái lò gạch song song với nhau, nó nằm như hai ngọn núi Thái Sơn quý cô chú anh chị, rất là cao luôn, nó tầm khoảng 20 thước đổ lên. Thì phía ngoài á là có những cái viên gạch á người ta làm thừa ra ngoài rất là đều với nhau, cũng không biết đó là cái gì. Và ở đây á thì cũng có là một cái cây trụ nè, trụ này để làm cái gì mình cũng không hiểu luôn. Và cái cổng để đi vào cái khu cái lò nung á là có cái hình ở trên là người ta cũng làm một cái chỉ. Ở đây thì có một cái gờ. Và cái lò này á thì được làm bằng gạch thẻ. Gạch thẻ là bây giờ cũng có những viên gạch thẻ rất là lớn luôn, rất bự luôn. Và ở trên đây có rất nhiều ông ong luôn. Thì mình cũng bị nó quánh mấy lần rồi, thôi giờ cũng không chọc ghẹo nữa anh chị. Và ở trong đây cái không gian ở trong đây chắc là trống, chứ không nghĩ là từ tầng để xếp vào với nhau, nhưng mà không phải. Ở đây nè có những cái khe này không biết để làm cái gì. Cái khe này được làm để trống qua bên đó, là có lẽ ở đây là khối sẽ dọng ra vào đây, dọng ra đây và đi lên cái ống khói. Mình nghĩ chắc có lẽ là vậy, thì dòng dòng ở đây là xây cũng như vậy. Đó là những cái phần gốm sứ người ta làm. Và cái này thì mình thấy là những cái chậu kiển, như những cái chậu kiển người ta treo á đây nè, để trồng ở đây có cái những cái hình ngôi sao. Thì để mình vào đây mình quay chia sẻ cho quý chú anh chị biết cái lò nung sao. Mình cũng không biết cái cách hoạt động của nó. Theo như mình nghĩ, nếu mà cái lò mà hoạt động thì cửa này chắc là đóng lại. Cái lò này đã nứt nhiều lắm rồi, chắc có thể là không hoạt động nữa mới bỏ. Ở trên đó là một cái lỗ thông hơi, lỗ thông hơi trống. Và đây là toàn bộ cái khuôn viên của cái lò, cao lắm cô chú anh chị. Thì những cái sản phẩm này làm ra cũng không biết là không tiêu thụ hết hay là sao mà vẫn còn nằm ở đây trái tròn tròn rồi. Có cái á thì như vậy thì mình hiểu là có thể là cái trồng kiển hoặc để chân để kiển làm kiển. Còn những cái này thì tác dụng của nó là cái gì mình cũng không biết, đủ loại hết, nhỏ có, lớn có. Đây là cái loại lớn nhất ở trong đây. Thì nó chỉ có một cái lỗ vậy thôi. Cái video này mình quay để mình chia sẻ cái cách thức cho quý chủ anh chị biết trong cái hầm lò gốm nó cấu tạo ra sao và ở trong đây có những gì. Thì để làm ra những cái sản phẩm này thì mình cũng có tìm hiểu thêm những cái thông tin
là từ những cái đất sét rồi người ta mới nhồi ra, xong người ta mới làm thành khuôn, rồi người ta mới phơi khô mới đem vào trong đây đun cho nó chín lại, nó thành những cái miếng sứ, sành sứ này. Rồi có mà làm màu cho nó hay không á, là cái đó là cái khâu khác nữa ha, là để đỏ vậy để đem ra thị trường mình bán cũng không biết. Nó mình cũng không có gặp được cái những cái công nhân làm đây, hoặc là ông chủ ở đây chia sẻ. Thì Phú với anh Dũng đi tìm những cái ngôi nhà cổ, những ngôi mộ cổ ở dưới Vĩnh Long này, và hôm nay đi ngang đây mới thấy cái lò gạch bỏ hoang, mới vào đây rồi chia sẻ tới quý cô chú anh chị. Chắc ở trên clip á, thì cũng hiếm lắm, có thể là không có luôn á, những cái cảnh chia sẻ như vậy. Chỉ có những cái đài truyền hình người ta chia sẻ những cái làng nghề mới có cái cảnh này thôi. Chứ trên YouTube thì mình cũng chưa thấy ai quay cái lò gạch bỏ hoang. Thì những viên gạch này được xếp lại với nhau á, rất là đều. Ở hai viên vô một khớp, ở hai viên khác vô một khớp, nằm đều với nhau hết. Nó gồng gánh lại với nhau. Ở trong đây thì vững chắc cái sức nóng á, trong cái lò này rất là cao luôn. Ở ngoài đây là cái thành ngoài đây nè, nó rất là dày, mới đủ sức chịu nhiệt, có thể là một thước mấy luôn. Những viên gạch này không biết là người ta tạo ra đặc biệt để dành cho xây những cái lò này hay sao thì không biết. Để có dịp mình sẽ đi vào cái xin vào cái lò đang hoạt động, mình hỏi rồi mình chia sẻ thêm cho biết về cái cách thức cũng như đun những cái sản phẩm này. Và bên đây là cái hầm thứ hai. Cái hầm thứ hai thì cũng như cái hầm thứ nhất. Ở ngoài đây thì cũng những cái ống khói, và ở phía bên đây á, mình thấy bên đây có những cái viên gạch, những cái miếng gạch vuông lồi dài. Những cái sản phẩm vỡ vụn ở trong đây thì đã được những cái người công nhân người ta quăng dục vô đây. Chắc có lẽ là khi mà mình nung xong cái sản phẩm này, có thể là nó bị bể hoặc là mốt méo rồi đó, không sử dụng được, thì thành ra người ta mới dục. Mình chỉ sắp thảy thử là những cái miếng sành sứ đã bị bể quăng bỏ ra của chú chị, chứ mình không phá của người ta. Mình đi quay chia sẻ thì mình thấy những cái nào lạ mắt chia sẻ thôi, chứ mình không có phá phách hoặc là lụm gì của ai, bất cứ cái vật gì ở trong cái clip của mình chia sẻ hết. Cái cửa bên đây á, thì cái gờ này là rộng hơn cái ở bên kia nè, cứ chị nó không có cái như trên bên kia là như cái kết, ở đây thì không có. Và cái hình ở bên đây á, mình thấy là như là nó dẹp dẹp, chứ không phải là tròn đều như cái bên kia. Cái bên kia rất là tròn luôn, còn cái bên đây là dẹp dẹp. Có lẽ là một cái lò đực và một cái lò cái, thì theo mình suy đoán vậy thôi, chứ không biết phải hay không. Và bên đây là cái hầm lò bên làm lò thứ hai. Ở đây có rất nhiều ông bà già còn đeo bám như đó. Giờ mình chỉ đứng ngoài đây mình quay lại thôi, chứ cũng không có dám vào bị xe bị ông Hồng nó bánh làm mấy lần rồi. Những con còn trên đó nó còn đeo.
con ong ong này là con ong sắt uốn rất là đau nhức lắm. À, cái hầm lò này nó cũng đã trống rồi, không còn cái sản phẩm gì trong đó hết. Và có lẽ những cái viên gạch này là cái sản phẩm của cái lò này tạo ra. Và cũng như cái bên kia, cái cổng bên kia bên đây thì cũng có một cái lỗ để thờ cúng cái gì đó. Hoặc là cái lúc mình cho sản phẩm vào trong lò, mình đẩy cái miệng hầm này lại. Thì cái chỗ này là chỗ cúng lò. Cũng như cái lò này, theo như mình nghĩ, cũng như là cái ông Táo ở nhà mình thôi. Thì ông Táo ở nhà mình nấu nướng, mình cũng thờ cúng. Ở đây thì cái làm nghề người ta thì cũng là lửa. Thì mình nghĩ chắc cũng như vậy thôi. Và cái clip chia sẻ về cái lò gạch bỏ hoang. Tới đây cũng kết thúc. Phú xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị. Hẹn quý cô chú anh chị vào clip sau.